cái bữa đó bà con gắn ở dưới này nè, bò lên bướng nè, thả họng ra nè, Dữ le rồi hả? bỉ cái con gái của Dạ, tôi đó, sư cô thiện. cái già con chắp tay niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, con chào và các ngài, các ông các ngài đi tu đi, xuống dưới thành vực thẳm tu, ở trên này tôi bắt các ông các ngài ăn thịt, nếu tôi lấy thì tôi cản được, còn tôi không thấy tôi đâu có cản được. Hay vậy mấy ông bò xuống đi, nghe lời cậu, đuổi cái đầu xuống rồi vậy, bò ghế xuống kia đó không. Hết biết ha, Dạ gắn bự bắp chân vậy hả ngoại? bắt pin. Dạ rồi còn một cái nữa là ở dưới cái điện, hang điện kính chồng có đi với không? Dạ có điện kính con biết. Dạ cái hang điện kính hai ông bà ở dưới Tri Thôn mãi trong vườn chứ mấy ngày chợ ngang, hai ông bà quá khổ nghèo quần áo rách dưới chân, chi thần mới kêu lên núi đầu là vàng, thì ông chỉ á, ông chỉ bằng cái hoa hồn ổng mà ông đi cho ở lên chỉ cho người đó biết rồi là ông mất tiêu luôn, vậy là ông đó đào được một bao vàng để về với cái nhà chồng sớm con cháu dòng họ ông hỏi, cái ông nói là người thiên linh cho vậy, cái mấy ông đó bị bắt ông dẫn lên là đào vàng nhiều quá bị sụp hàng hang chết hết trơn. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên Châu Phú thân ái kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý cô chú anh chị, hôm nay Châu Phú đồng hành cùng với kênh của anh Vũ Hòa Hảo cùng với anh Thiện Nghĩa đi đến đây thăm sư bà 83 tuổi quý vị. Thì kính thưa quý vị, ở một cái vùng năm non bảy núi, một cái vùng núi Cấm, cái nơi này là nơi cao nhất của núi Cấm quý vị, là gần điện Bồ Hông. Đó thì có một sư bà cũng tu tại đây nhưng mà bây giờ là bị đau nhức cột sống vì đó, thì trong khi mà bà đau nhức thì bà dùng cái pháp môn nào thường xuyên để mà giúp cho cái căn bệnh của bà đó vậy, thì Châu Phú xin mời quý cô chú anh chị đồng hành cùng với kênh của anh Vũ cùng với anh Thiện Nghĩa, nhờ bà chia sẻ coi cái pháp môn nào mà bà tu trong khi đau nhức nhối như vậy, và nhờ bà kể ra những cái câu chuyện về lạ ở những cái vùng núi non. Thì Châu Phú mời quý vị và các bạn đồng hành cùng với anh em của Châu Phú nha. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Em chào anh Vũ Hòa Hảo, chào anh Thiện Nghĩa nha. Xin Nam Mô chào Di Đà Châu Phật, chào Phú, sư bà. Nam Mô chào Phật, sư chào bà. sư bà, chào ngài Quỳnh Trung. Kế tiếp nữa thì anh Vũ có cái lời nói nào để mà chào đón với quý cô chú anh chị đang xem trực tiếp trên màn ảnh anh Vũ. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Có Di Đà hai Phật. người bắn. Kính thưa bà cũng như chú Thiện Nghĩa, em Châu Phú cũng như chú quý vị hiện diện kính mến và chú quý vị đang xem trên kênh Châu Phú, thì hôm nay là hội tụ đủ duyên lành là Vũ có đến đây cũng như gặp bà cũng như gặp mọi người có cái hữu duyên, cho nên là cũng lời nói đầu tiên cũng xin cầu chúc cho tất cả mọi người thân khỏe tâm an, đạo tâm lúc nào cũng là tinh tấn và nhớ đến lời của Phật của thầy dạy, và luôn luôn lúc nào cũng nhớ câu Phật hiệu của Đức Phật A Di Đà và nhớ làm lành lánh dữ, và luôn luôn lúc nào cũng là thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức, và luôn luôn lúc nào cũng nhớ theo lời Đức thầy đã dạy là cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Thì có đôi lời gửi đến Châu Phú cũng như mọi người, thì chúc tất cả mọi người gia đình hạnh phúc, làm ăn phát đạt. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì em cảm ơn anh Vũ, cảm ơn anh Nghĩa cùng với cảm ơn quý vị. Thì thưa bà, hôm Dạ, nay dạ á, vâng. là anh Thiện Nghĩa cùng với hai anh em con trở về đây thăm bà đó. Dạ. Trước tiên thì bà có khỏe hay không? Dạ A Di Đà Dạ, Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Bà lớn tuổi rồi nhưng mà hôm nào nay bà đau lắm, bà không có khỏe, bà đau cái xương sống dữ lắm. Nhưng mà bây giờ bà cũng ráng là niệm Phật ngày nào cũng vậy, thì bà mong muốn rằng các con sau này cũng theo một cái dấu tích của bà mà để tôn thờ trời Phật và quý mến và những câu nói niệm Phật các cháu đừng quên.
Dạ mô Phật, cảm ơn bà, hay quá. Bà già chúc câu quá tuyệt vời luôn này. Dạ con hỏi sư bà ở đây, con nhớ có người con cũng xuất gia là sư cô Thiện hả? Dạ dạ cô Thiện. Cô Thiện ha. Dạ. À con gái luôn hả mày? Dạ gái. Gái dạ. Sư bà. Dạ, cô dạ. Phúc hậu quá, cô dạ. Làm được cái nơi đạo tràng đây được mọi người về đây nương tựa đó. Dạ. Con quý lắm. Dạ. Mấy con cũng về đây mấy lần để cũng được nghỉ ngơi ở đây. Dạ, mô Phật. Cũng gặp sư bà nhưng mà không có duyên để trao đổi. Hôm dạ. Nay con hoan hỷ lắm, gặp sư bà lần chuỗi niệm Phật mấy con hoan hỷ lắm. Dạ, cũng cho Phú muốn biết thêm là sư bà bệnh đau như vậy, rất là nặng vậy mà nhờ pháp môn niệm Phật hay sao mà sư bà thấy tâm rất là an. Cho nên bà có lời gì Đức khuyến tấn giúp cho mọi người niệm Phật không sư bà? Dạ, bà thì năm nay cũng lớn tuổi rồi. Từ quê Đồng Tháp lên tới đây yeah. Thì bà tu ở tại nơi này thì bà có thấy được một cái vị bà ở trên cây đó đó, trên cây thì, da đó mày. Dạ cái cây đó đó thì bởi ở 5 giờ chiều thì một cái ông đó để xuống để vỗ tay bà, con dai bà nói con ơi con lên đây con ráng tu ở đây con đừng đi đâu tại vì cô muốn lên đây tu thời gian cô về, mà ông nói là con ở đây đừng đi đâu là cái con có gì căn duyên cho nên cô con được lên cái núi này tu thì con ở đây tu đừng có về nghe không nói dạ một yeah. Phật từ ngày đó tới giờ nghe lời ông thì ở đây tu luôn nhưng mà có thấy ông một lần thôi, có một lần hả mày? Dạ một lần thôi, còn đây bà lên trên điện thì thấy một cái ông lão đứng cao lên bằng cái nóc nhà đó. Mà đội cái nón bằng mũ rồi là chống cây gậy bằng ông tiền thì yeah. Hỏi con ơi con ở đâu tu, nói dạ thưa con ở Đồng Tháp mà ông ơi rồi con lên đây con giếng núi con cũng mở một thời gian con về, ông cũng không cho, ông nói con ơi con là một người có cái trách nhiệm và con ở đây tu một ngày nào đó chúng sanh là người ta không biết tu hành con dẫn dắt gì ta. Ồ hay quá ha. Dạ cho dạ. Nên con nói dạ rồi từ ngày tới đó tới giờ con bà không gặp nữa. Dạ biểu con nó cất cái nhà cái chùa ở đây tu hành đặng chị em đi lên núi rồi có chỗ ăn chỗ ở. Dạ dạ rồi tới bây giờ thôi. Lâu chưa ngoại? Dạ lâu rồi, năm ngoái á. Năm ngoái rồi hả? Dạ. Rồi ngoại gặp đó là ông cụ từ cái cây đó là ổng lớn hay nhỏ? Ổng già rồi chắc cũng dạ. Đỡ cậu già à. Già ha dạ nhưng mà chiều ổng bận áo bà đen ổng đi xuống chỗ đó đó, từ trên cây đi xuống hả? Không đi thấy ông không cái trên cây mà thấy dưới đất á, thấy dưới đất ha. Dạ rồi cái ông lão trên kia cũng thấy đi dưới đất chứ không có ở đâu hết. À dưới đất dạ. Ha nhờ xong mà ổng biến đi hay là bà thấy sao? Dạ tự nhiên rồi ổng mất. Tự nhiên mất hả? Dạ ông này cũng tự nhiên mất mà ông chảy cũng tự nhiên mất, ông vừa nói dứt tiếng là ông mất theo. Vậy hả? Dạ. Trời ơi, quá ha. Cho nên á, bà nằm mà ngủ ở đây nè, cái có một cái tiếng nói tứ hải âm sơn hội bắc tiên, ngủ long ngủ hổ hồi đó chưa thờ đó mẹ. Dạ. Ngủ long ngủ hổ nhất đoàn viên, nhị nhân sách mã phò lục tướng, thì hai ở đây hai cô phải sau này phò chúa. À hai sư cô hiện nay đó ha. Dạ hai cô sư cô đó chưa. Dạ. Một cô lớn một cô nhỏ đó. Dạ hay quá bà. Dạ. có duyên gặp các vị chư tư thần ở đây để mà mách bảo để dạ. Khuyến tấn cho bà tu. Nhưng ha mà cậu ơi ông đó đọc bài thiệu mà không quên cậu. Vậy hả? Bài đó sáng dài vậy mà không quên tới nhớ gặp cái cô thứ sáu đó, nói cô ơi cô có đi xuống chợ cô mua cho tôi mâm trái cây tôi dâng cho các ông các ngài ở đây tôi hôm tôi làm bao thấy thì bây giờ cô mua giùm tôi. Cô nói vậy trời ơi già muốn chết bế lên tu mà lập nói chuyện thiên cơ. Cậu đi xuống dưới chầu đất chợ xin lỗi nằm trước nha cậu. Dạ đau. Lưng ngoại đau hả? Dạ ngoại dạ. Đau ngoại nằm đi. Dạ, dạ. Rồi cái thì cái gặp là ổng rồi dưới cái đêm mộng đó thấy vậy. Dạ rồi cái đi lên trên điện thấy vậy thì thấy ba vị vậy rồi thôi tới giờ không có thấy nữa. Dạ dạ. Mà tôi tính về cậu tính ở đây rồi về vậy không ở đây rồi ông kêu ở đây thôi để chắc cất nhà ở đây tu luôn. Ông nói con ơi con cất ở nhà đây đi rồi chúng sanh mà lên người ta cúng lại con nhiều dắt cho người ta rồi người ta không chỗ ăn chỗ nghỉ cô cho người ta nghỉ.
rồi phải ở đây luôn nha, lời ổng. Dạ. Không có gì khác hơn. Quý quá ha. Dạ. Rồi trước đây ngoại lên đây có nghe kể cái vùng đất Quang Du này là có các chư thần hay có cọp hay có gì đây không ạ? Dạ, thưa cậu hỏi tôi mới nói. Trước lên đây á thì có ông gì? Ông Cao Văn Tư. Cao Mã trên đó. Dạ. Cái mã ông chết đó vậy đó. Dạ. Trung đó. Ông hồi xưa ông trên này không có quán giá gì hết. Ổng ra ổng hái lá cây rồi ổng uống nước suối, ổng ăn cho tới mấy tháng mấy năm luôn. Cái gặp cái đoàn của thầy lên thì các là thầy hỏi với tại sao mà lại ở đây, đấy không giấu gì các ngài, tôi lên đây tôi kiếm tìm sư học đạo. Rồi ổng hỏi với ông gặp ai không mà dạy dỗ ông tu, nói dạ tôi gặp ông các cái đoàn của thầy đi lên dí hỏi tôi ở đây có ai độ không ăn, đâu có ai độ không ăn, không nhớ nhà mà. Rồi là chiều tôi gặp cọp, hùm, beo, gắn, rồi khỉ, dưỡng, ổng kể vậy đó. Rồi tới ổng hôm nay là cũng chấp tay Nam Mô A Di Đà Phật, xin các ngài đi cho tôi ở đây là tu, thì các ông các ngài hộ cho tôi tu, vì tôi ham tu quá, thôi các ngài cho tôi xin được tự do ở nơi này, rồi mấy ông rút đi hết. Ồ, lạ quá ha. Dạ, là ông Cao Văn Tư và còn Mã Chánh đó. Vậy hả? Dạ. Rồi còn một cái nữa là ở dưới cái điện, hang Điện Kính, chồng có đi với không? Dạ, có Điện Kính con biết. Dạ, cái hang Điện Kính hai ông bà ở dưới Tri Thôn, mà ở trong vườn chứ mấy người chợ ngang. Hai ông bà quá khổ nghèo, quần áo rách dưới trên, Tri Thần mới kêu lên, núi đầu là vàng thì ông chỉ bằng cái hoa hồn ổng mà ông đi cho ở lên chỉ cho người đó biết, rồi là ông mất tiêu luôn. Yeah. Vậy là ông đó đào được một bao vàng để về giữ cái chòm sớm con cháu dòng họ ông hỏi, cái ông nói là người thiên linh cho. Yeah. Vậy cái mấy ông nó bị bắt, ông dẫn lên đào vàng nhiều quá bị sụp hàng hang chết hết trơn. Ừ. Rồi là còn về ở trên bờ còn đóng dân tàn đó đâu. Ừ. Dạ. Còn nghiệp quá. Dạ, chỉ biết vậy thôi chứ ngoài ra không biết nữa. Biết đó là thật kể lại cho mình không coi đây. Dạ. Dạ. Rồi sư bà lên đây rồi sư bà thấy tâm hồn mình an lạc không, là so với miền dưới đất thấy sao? Ở đây thì an lạc chứ. An lạc ha. Dạ. Nói chung ra cái cảnh này là mà nói lên đây á thì Phật và các ông các ngài chuyển là cho mình cái tâm mình ham muốn tu đằng mở đây. Bây giờ ngoại ngài niệm Phật được như sâu chuỗi ngoại đã như vậy là vẫn cái sâu dài 120 sợi một cái hộp đó thì được 10 lần. Được 10 lần ha. Dạ. Ờ, hay quá. Vậy dạ. Là cái lưng ngoại đau lâu chưa? Dạ đau mới đây, mới mấy bữa nè. Mới đây hả? Dạ. Dạ. Để nữa con có thuốc con gửi cho ngoại uống nghe. Dạ dạ, cảm ơn cậu. Hồi dạ. Tu ở đây vậy có gặp gắn đồ gắn nhỏ gắn to vậy không ngoại? Ờ cậu ơi, để nói nghe nè. Cái bữa đó là con gắn ở dưới này nè, bò lên bướng nè. Thả họng ra nè. Dữ vậy hả? Cái con gái cô dạ, tôi đó, sư cô thiện. Cái, dạ, con chấp tay niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con chào và các ngài, các ông các ngài đi tu đi, xuống với thầy dịch tạm thu. Ở trên này tôi bắt các ông các ngài ăn thịt, nếu tôi lấy thì tôi cản được, còn tôi không thấy tôi đâu có cản được. Thế vậy mấy ông bò xuống đi, nghe lời cậu, lũi cái đầu xuống rồi vậy, bò ghế xuống như đó luôn. Hết biết ha, dạ. Gắn bự bắp chân vậy hả ngoại? Bắp chân vậy. Ngoại thấy luôn hả? Dạ, à, sư cô thấy. Cô Thiện thấy. Cô Thiện thấy ha. Dạ. Chắc là các chư vị đó lên đây cũng muốn nương tựa tu đó chứ gì đâu. Dạ. Tại mình không biết đó chứ. Dạ. Các vị cũng ham tu mà. Cô Thiện là hồi đó giờ ăn nói, ăn mặc nói chắc như vậy lắm. Không bao giờ nói thêm nó bớt. Mà cổ nói với tôi rồi, cổ chỉ bò xuống ngay chỗ đó. Dạ. Không biết sư cô gặp ông Hổ gì đây tu không mà chứ còn vòng vòng trên đây nhiều người gặp, hồi xưa ông Hổ cũng hay về ông tu á ngoại. Dạ. Trong mấy hang á. Dạ. Dạ. À, hồi đó đây chưa gặp ông Hổ mà chỉ gặp ông Ngắn thôi.
Tại hồi xưa là vùng đất núi này nó hoang vu lắm, dạ. Núi rừng trùng điệp, cỏ cây bát ngát thế nè. Cho nên là mấy chú này cũng hay về để hội ngộ, để tu hành dữ lắm. Nhưng mà từ lúc mà làm đường, làm ngõ, cây cối bị đốn nhiều quá đó, rồi các vị đó ẩn tu hết rồi. Theo con biết là các vị cũng đang ẩn núi dưới đâu trong hang động hết trơn rồi hả ngoại ha? Các ông xuống dưới chuyện đó tu êm dạ, lắm. Dạ, êm ha. À, có hôm nọ có con tôi đi dưới, nó giếng đó, thì có hai hang, đầu kia hang nhỏ, đầu này hang bự, mà có 5 mấy ly hương. Dạ. Bự có nào rồi, 5 mấy ly hương mà đốt để dưới, ai đi tới giếng này đốt nhang. Hay quá. Cậu ơi, có chi nói nấy chứ không bao giờ nói dư nó thiếu làm chi. Dạ. Mình nói đâu, mình nói dư có ai cho tiền mình mà thôi, nó thiếu không ai cho tiền mình. Cái gì sự thật là nó ra sự thật. Dạ. Thấy gì nói nấy mà. Dạ. Dạ, thì con cảm ơn ngoại. Thì thưa anh Nghĩa, hôm nay đi đến đây thăm sư bà đó. Dạ. Thì được sư bà kể những cái câu chuyện đó anh Nghĩa, dùng năm non bảy núi cũng rất là ly kỳ, cũng lạ đó anh. Nhưng mà bây giờ thì trong cái sự mà đau khổ khi mà người tu hay là người phàm cũng vậy, mà người tu thì nhờ pháp môn tịnh độ ha, anh nhờ Phật gia hộ. Thì bây giờ là anh thấy cái cảnh khổ sư bà ngồi có chút xíu đau nhức lưng khổ ghê ha. Bây giờ thì em nhờ anh Nghĩa có thể nhắc lại 8 điều khổ để tặng cho sư bà và tất cả quý đồng đạo, quý vị đang xem trong ảnh luôn nha. Ngoại thích nghe giảng không? Ngoại thích nghe giảng không? Dạ mời cậu. Ngoại thích nghe sấm giảng của Đức Thầy không? Dạ thích. Thích ha. Dạ. Dạ, nhưng mà trước khi con đọc, ngoại có thể kể cái bệnh khổ như thế nào, kể cho mọi người biết. Hồi xưa chắc ngoại đẹp lắm, nhưng mà lớn lên là ai cũng già rồi bệnh rồi tới chết. Vì ngoại thấy cái lời Phật dạy như vậy đó. Thì ngoại thấy hồi lúc hồi trẻ thì mình còn ham chuyện này chuyện nọ, mà lớn lên thì phải bệnh, phải đau, phải nhức. Thì ngoại thấy cái điều đó khổ không ngoại? Làm thân người này khổ phải không? Dạ. Dạ. Thấy rất là đau nhất hả ngoại ha? Dạ. Dạ. Thôi giờ mời cậu kể cho tôi nghe với. Dạ, đọc giảng cho ngoại nghe ha. Dạ. Dạ, ngoại có duyên quá. Dạ, để con đọc đoạn nói về 8 điều khổ mà Đức Thầy đã mô tả trong sấm giảng cho ngoại nghe nha. Dạ. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Đức Thích Ca từ xưa dạy bảo, khổ ta bà nhiếp lại 8 phần. Bởi chúng sanh mạng lấy xác thân, khổ thứ nhất sự sanh là gốc. Dạo bụng mẹ chung quanh bao bọc, có khác nào ở chốn ngục tù. Bối mẹ đau quyết kiệt hình thu, lúc mẹ đói giường treo lòng bồng. Ta kể sơ những điều bi thông, mẹ no cơm chật chội khó khăn. Khi ra đời đau đớn vô ngần, cất tiếng khóc nếm mùi dương thế. Đoạn lão khổ thứ nhì xin kể, từ trẻ thơ đến tuổi thành nhân. Hết tráng cường đến lúc mòn thân, răng lần rụng lưng cong gối mỏi. Nằm đi đứng đỡ nâng chớ
giống trời, thử nghĩ coi lao nhọc cùng chăng. Đoạn thứ ba ma bệnh làm nhân, đeo hành phạt sát thần ô quê. Bởi thời thế chuyển xoay biến thể, thêm uống ăn chẳng được điều hòa, là nguyên nhân căn bệnh phát ra. Thân trần trọc hôn mê nhức nhói, cơn bệnh hoạn càng không tránh khỏi, còn mang thêm tật nọ tật kia. Rồi từ đây đến lúc chia lìa, đoạn tử khổ thứ tự phân dài. Trên dương thế hữu hình tắc hoài, có sanh ra khổ hai đau chừa, trải bao phen dải gió dầm mưa, ngày kiệt sức quyện thân tan nát. Gần hấp hối tâm thần sao xác, trí dẫn dở kinh sợ vô cùng. Rồi mòn lần đến lúc lâm chung, giả cõi tạm theo đường tội phước. Nhiều phương thuốc ngừa sao ngăn trước, mà cũng không thoát luật tuần hoàn. Dầu ẩn nơi cùng cốc thâm sơn, chẳng trốn lánh tử thần cho khỏi. Đoạn thứ năm nghĩ suy tìm tội, cầu chẳng thành những việc thích ham. Người trên đời ai cũng lòng tham, muốn phước thọ phẩm hàm tiền của. Nào vợ đẹp hậu sinh là lụa, không được thì bực tức ưu phiền. Cả tâm thần đều đứng đảo điên, vậy có phải khổ hay là chăng? Đoạn thứ sáu biệt ly cay đắng, người mình thương bóng lại chia lìa. Khi khóc than nước mắt đầm đìa, lúc trong nhớ ruột tầm mà chua xót. Ở thế gian mấy ai thoát lọt, nợ gia đình đeo đắm căn duyên. Cơn nguy nghèo thân thể chung chuyên, kẻ lưu lạc người chờ trong mài. Cuộc tan hiệp hiệp tan ân ái, đến sông đời để lại sầu bi. Đến sông đời để lại sầu ưu, cái khổ này giàu lắm trí mưu, cũng chung chịu như người tâm tôi. Đoạn thứ
bảy khổ quan tăng hội hệ thương nhau tất có ghét nhau thường tranh đua tiên thấp lời cao chẳng nhẫn nhịn thành ra cù quan muốn tránh xa đừng trong tâm vàng cứ gặp nhau mắt tựa kim châm làm cho người đau đớn âm thầm khổ như thế diễn ra mãi mãi. Đoạn thứ tám ưu sầu lo ngại cuộc tan thương dâu bể canh trần nghèo thì lo một nỗi nợ nần lo đau đói liệu cơn nhà rách buồn duyên số phận mình nhớ sạch rầu gia đình chúng bạn khinh cười giàu thì lo chen lấn với người miễn cho được đầy rương đầy tổ của dương thế góp tôm bảo thủ sợ gian phi trộm cướp rình mò lo tước quyền cho được thơm tho sợ kẻ khó thiếu tiền chẳng trả ôi cả sang hèn chẳng ai thông thà sao nhân sanh cứ mãi đắm say chẳng tu thân đặng giữa Phật đài cho thông thả hưởng mùi sen bao. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, ngoại nghe được ngoại? Dạ được, hay quá. Hay quá hả ngoại? Dạ, ngoại nghe sấm giảng. Dạ. Dạ. Dạ, đó là cậu nay xin lỗi được mấy mưa rồi. Con Thiện Nghĩa năm nay 53 tuổi rồi ngoại. Dạ, 53 hả? Dạ. Dạ, nghe lời thầy ngoại thấy thích không? Nghe sấm giảng thích không? Dạ thích chứ. Thích ha. Dạ. Dạ. Quá tuyệt vời luôn Châu Phú ơi. Dạ. Ngoại nghe say mê luôn nè, ngoại nằm nghe sấm giảng say mê luôn nè. Cái này tôi nói này cậu theo dõi con phải thầy không nha. Dạ. Hồi tôi ở dưới quê, hồi ở Đồng Tháp á thì tôi thấy thầy sao không có tóc mà tóc sủa dài dài tới óc gà. Dạ. Mà nước da cũng ngâm ngâm chứ không đen mà không trắng. Mà từng cổ là có ba nẫn. Yeah. Ba nẫn gì là thầy mới vô nhà xin tiền. Nói thầy ơi, ở cô cậu ơi, kêu cậu ơi đâu có biết thầy. Yeah. Cậu ơi, tôi hết tiền rồi còn có 20 mà cho cậu ít, tôi không muốn là thầy cậu thông cảm nha. Thế dạ, hay ông đi ra đường sẽ tôi sạn tôi thấy còn 50. Yeah. Tôi sách chạy viết theo ổng. Cái ông mới vuốt cái đầu tôi nói tôi xin lỗi mà con á tôi kêu bằng con đừng có buồn nha, nó già không buồn con á có cái hạnh dữ lắm cái tiền kiếp của con hồi trước ông bà có tu mà bây giờ hồi đó thì chưa tu cổ bây giờ con không có tu thôi con theo lời ông con tu đi bây giờ con muốn theo Thích Ca theo mà theo thầy theo dạ dạ ông nói rồi cái nói thầy ông ơi con giờ con cũng thích thầy dữ lắm nhưng mà con không biết làm sao mà cái ai vừa dắt cho con đây dạ dạ ông mới nói thôi con không thắng từ từ rồi sẽ con hãy có được vô dạ rồi là thôi bây giờ con lên núi con ở đi con ở dưới này người đông đảo quá chào chỗ người kẻ thấp người cao, kẻ chê người khen, kẻ nhúng người chê.
sống khổ lắm. Mình lên núi mình không ai gặp mình hay là không ai chê hết. Còn con muốn tu cũng tu, mà con muốn ở vậy ở. Nhưng mà ông nói thiệt với con, ông muốn ông tư chạy vậy đó. Ông nói thật với con, thì bây giờ không có gì bằng tu con. Ông nói dạ. Thì cái tắt thầy một năm sau cái thầy vậy lên đây luôn á. Dạ. Dạ. Lên đây cái tôi gặp ổng. Ổng không phải trên cây tụt xuống nha, mà chặn dạng thấy ổng chắc như cậu mà bề ngang hơn. Lớn hơn này hả mày? Dạ. Thế ổng nói, con ơi con ở đây hả? Nói dạ. À, con có thấy ông không biết không? Nói dạ. Con quên rồi, ông nhắc con đi. Hồi con ở dưới tháp 10, con gặp ông đó. Dạ hả? Dạ. Thôi con ở đây đi, từ từ rồi con sẽ tu hả? Chứ ông không kêu nữa, ông nói vậy. Dạ. Cái dạ, cái ông đi. Ông đi cái sau gặp ông lần nữa. Lên trên đẹp. Thấy ông mặt này không mỏng đó. Mình quen quá ha. Dạ. Mà sau nãy đến gặp ông mà ông bận nguyên đồ trắng. Dạ. Bộ đồ trắng mà ông đồ cái đó. Mà rau ổng u dài dữ lắm. Râu dài vậy hả? Dạ. Dài dữ. Rồi cái ổng nói này nó kia cái tôi rút 50 ngàn để cho ổng. Con ơi ông biết xài tiền, ông biết xài. Dạ hả? Thôi thì rước cho lấy, thì đè cho không lấy. Dạ. Dạ. Rồi tới giờ, cái ông nói con ở đây tu đi, đừng về quê nha. Dạ. Cái tôi ngủ trong cái đám đất nè. Nghe tiếng kêu, không biết hay đàn bà hay đàn ông mà kêu vậy. Tứ Hải Nam Sơn hội bắt đi. Ngày là ngày 18, các vị thần tiên về đây. Ngày 18 tháng Giêng á. Dạ. Các vị thần tiên về đây. Tứ hỏi Nam Sơn hội Bắc Tiên, ngũ long là ông kêu mình thờ nó mẹ đó, ngũ long ngũ hộ nhất đồng viên, nhất đồng viên là một ông trời, nhị nhân là hai cô này, nhị nhân thất mã phò lục tứ, ông kêu vậy đó. Dạ. Rồi tới giờ không mớ. Dạ, vậy trong giấc ngủ và thấy vậy ha. Dạ, trong giấc ngủ thấy vậy đó. Dạ, chắc các chư thần gia hộ cho ngoại tu tinh tấn được nhiều hơn nữa hả ngoại ha? Dạ. Thầy con cũng... Không biết sao chứ nghe kêu đó lại, không biết. Dạ, thầy con cũng xin chúc cho ngoại thật an lạc, khỏe mạnh. Dạ. Lúc nào cũng nhớ niệm Phật, niệm thật nhiều để tâm được an lạc. Dạ. Để mạng kiếp hồng trần này được sanh lạc quốc. Dạ. Hưởng công niệm Phật rất an lành. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì vâng, kính thưa quý cô chú anh chị, thì qua cái đoạn video hôm nay đó thì Châu Phú cũng chân thành cảm ơn sư bà cùng với huynh Nghĩa đã chia sẻ một đoạn video về vùng núi Cấm này và cũng có cái câu chuyện là của sư bà gặp được Đức Phật Thầy Tây An hay gì mà râu dài đó vị, và một cậu trai trẻ ở dưới khi sư bà chưa có tu. Thì qua đoạn video này Châu Phú xin kính chúc cho sư bà cùng với anh Nghĩa cùng với toàn thể vị lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, làm an thuận lợi và phát bồ đề tâm, tinh tấn tu hành, ăn chay niệm Phật đến ngày viên mãn. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Thân ái kính chào và tạm biệt nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Có gì hơn chúc trước là cậu sau hai cháu được tốt đẹp và tu hành được là Phật ban phước lành. Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn các bạn.